Đã rất lâu rồi mình mới lại có một video review bàn phím cơ dành tặng cho các bạn. Aerox là một hãng công nghệ Đài Loan, tập trung vào sản xuất các thiết bị ngoại vi, gaming gear như bàn phím, chuột, tai nghe, bàn gì, vân vân. Khởi đầu bằng rất nhiều mẫu mã sản phẩm ở mức giá tầm trung. Gần đây hãng đã bắt đầu đưa ra các sản phẩm mới và cao cấp hơn ra thị trường. Aerox đã từng có chiếc K60M với đèn LED một màu trước kia. Còn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay chiếc Aerox K60M RGB với switch Cherry MX và LED RGB 16 triệu màu để xem họ đem đến cho người dùng những giá trị gì trong mức chi phí 2,3 triệu đồng. Đầu tiên là về kiểu dáng thì chiếc bàn phím này gợi mình nhớ đến Ducky và Razer Black Widow. Lý do nằm ở chất liệu, keycap và form tổng thể của chiếc bàn phím này. Với một tấm nhôm mạ anodized và keycap ABS 2 lớp có phông khá giống Ducky. Và nếu các bạn đang băn khoăn thì chiếc bàn phím này không hề gây rò điện, giật lê tê phê như một số mẫu bàn phím cơ vỏ nhôm khác. Một điều thở vào nhẹ nhõm đối với nhiều người từng suýt lên đỉnh khi sờ bàn phím mà chạm chân xuống đất. Đây là chiếc bàn phím full size 104 nút, không thừa hay thiếu bất cứ nút nào. Các bạn sẽ có tính năng Enki Rollover dựa trên kết nối USB với cổng mạ vàng và dây bọc dù. Nếu các bạn chưa biết Enki Rollover là cái quái gì thì đại khái bàn phím USB cơ bản chỉ nhận tín hiệu tối đa là 6 phím bấm cùng một lúc. Còn với chiếc bàn phím này thì bạn có cho cả hai tay hai chân lên bấm thì bao nhiêu nút nhấn xuống, hệ thống vẫn nhận một cách bình thường. Nằm bên dưới lớp keycap ABS 2 lớp, switch được gọi là double shot này là switch Cherry MX với LED RGB và vỏ switch trong suốt, thứ đem lại giá trị lớn nhất cho K60M RGB. Không phải switch Kale, không phải Long Hua, không phải TTC hay bất kỳ một cái tên Trung Quốc nào khác, mà lần này là Cherry. Aerox đã thực sự làm rất tốt khi switch Cherry đem lại cảm giác bấm mượt mà và êm ái với phiên bản Red Switch mình đang review ở đây. Keycap được đúc từ hai lớp nhựa và bề mặt sần sần đem lại một cảm giác gõ chắc chắn và rất đã tay. Người dùng cũng có thể quên đi cái nỗi lo phông chữ bị mờ dần sau một thời gian dài sử dụng do phần ký tự là nhựa được đổ khuôn vào chứ không phải là mực in lên. Điều mình ghét ở những mẫu bàn phím giá rẻ là họ thường làm các cái thanh cân bằng hay tiếng Anh là stabilizer rất tệ, khiến cho các phím dài như phím xóa, phím cách hay shift hoặc enter bấm rất lọc sọc và rít. Nhưng K60M đã làm rất tốt. Mình phải nhấn mạnh là rất tốt khi tất cả các phím dài đều mượt mà một cách khó tin, không rít, không lọc sọc. Cảm giác gõ khi chạm đáy rất giống với chiếc Ducky One PPT. Nếu các bạn từng sử dụng chiếc One PPT của Ducky rồi thì sẽ thấy cảm giác gõ chiếc K60M giống đến 96,69%. Nói tóm lại là mình duyệt thẳng cái cảm giác gõ chiếc bàn phím này vào vòng chung kết luôn. Tạm thời quên đi cái thứ cảm giác thọt phím sung sướng của chiếc K60M, chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn một thứ khác. Thứ mà làm cho chiếc bàn phím này hấp dẫn hơn với rất nhiều người đó là LED RGB. Thú thực thì LED có độ sáng trung bình. Một phần có lẽ là tại nó không có phần nền phím màu trắng nên cái độ phản xạ ánh sáng lại cũng ít hơn. Nhưng cái ăn điểm là hiệu ứng chuyển màu, nhấp nháy lấp lánh thì không thua bất kỳ một tên tuổi nào. Có cái hay nữa là cắm phát là dùng, không cần driver hay cài đặt bất kỳ phần mềm gì. Chỉ cần nhét cổng USB vào lỗ trên máy tính của bạn là đã có thể sập sình lung linh như cây quất ngày Tết. Tất cả đều có thể điều khiển bằng phím function và các nút chức năng. Về chế độ LED thì có lẽ video này sẽ rất dài nếu mình bật từng chế độ LED một để các bạn xem. Nên có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một video khác để giữ được thời lượng video này không quá lan man. Các bạn chỉ cần biết rằng các thể loại nhấp nháy, sao rơi, sóng biển, rắn rết các thứ K60M đủ cả. Ngoài ra thì người dùng cũng có các phím media cơ bản như play pause, tắt tiếng hay tăng giảm âm lượng. Cuối cùng thì hãy lật chiếc bàn phím này lên để soi mói cho nó đầy đủ. K60M có hai khe luồn dây ở hai bên, đề phòng các bạn không thích dây thòi ra từ giữa mà thích nó ở góc trái hoặc góc phải. Chiếc bàn phím cũng có chân kickstand để nâng góc lên, tùy cảm giác từ người dùng. Tất cả các phần ở trên bàn phím mà tiếp xúc với mặt bàn thì đều có chân cao su chống trượt, giữ chiếc bàn phím khá chắc chắn khi gõ. Thì đó là video về chiếc K60M với mức giá 2,3 triệu và thời điểm mình làm video này. Thì nó đang được bán kèm chuột Aerox C13E có giá loanh quanh 400 nghìn. Mình phải công nhận là kèo này quá thơm. Việc kiếm được một chiếc bàn phím có switch Cherry MX LED RGB hiện với giá 2,3 triệu đã là gần như không thể rồi. Chứ chưa nghĩ tới cảm giác gõ tốt và lại tặng kèm cả chuột 400 nghìn nữa. Mình nghĩ nếu bạn cảm thấy ưng mắt với ngoại hình của chiếc K60M này thì sẽ không có lý do gì khiến bạn phải lăn tăn nữa cả, ngoại trừ việc bạn không có tiền. Và đó là video đánh giá chi tiết chiếc bàn phím cơ Aerox K60M RGB. Hy vọng mình đã đem lại cho các bạn một khoảng thời gian vui vẻ và những thông tin hữu ích. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách subscribe. Mình sẽ tiếp tục sản xuất nhiều clip review khác trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.